vận may ập đến, phú quý chạm tay, tiền tài bùng nổ. Đây là năm con giáp sẽ chính thức thoát nghèo thoát khổ trong ngày mùng 8 tháng 3 âm lịch năm 2024. Người xưa có câu, ở hiền thì gặp lành. Đây chính là những con giáp hiền lành chất phác, lại có tấm lòng hướng thiện. Nên sau những cái chuỗi ngày vất vả khó khăn, ấy, thì cuộc sống của họ sẽ có những cái chuyển biến tích cực đáng kể. Trong ngày hôm nay, thì các cơ hội kiếm tiền sẽ xuất hiện liên tục. Các bạn sẽ nhận được những cái công việc phụ Do các bạn bè hoặc là người thân giới thiệu, một vài người có thể sẽ được cấp trên cân nhắc lên những cái vị trí cao hơn, giao cho những cái nhiệm vụ quan trọng hơn. Vì vậy, mà sự nghiệp được thăng tiến vượt bậc, đổi đời ngoạn mục. Không những thế, các tuổi này còn được thần tài chiếu cố, quý nhân trợ lực, nên cái việc kiếm tiền nó cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. À, vậy nên các bạn hãy cố gắng vươn lên, tạo dựng một cái sự nghiệp vững mạnh nhân cái cơ hội nó đang thuận lợi như này. Và một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn trong ngày hôm nay, ngày 8 tháng 3 âm lịch ngày canh tuất. À, con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay không ai khác thì đó chính là những người tuổi mão. Những người tuổi mão được cục diện là mão tuất là nhị hợp. Được cục diện nhị hợp nó hậu thuẫn, ven nên là những người tuổi mão sẽ cho thấy cái khả năng gì tính toán tài tình của mình trong ngày hôm nay. Bất cứ công việc nào dù đang bế tắc đến đâu ấy, khi mà được ra vào tay của những người tuổi mão, thì đều được các bạn xử lý cẩn thận, xoay chuyển một cách tích cực. À, ngay cả những người thường ngày có phần là nghi ngờ về cái năng lực của con thấp này, thì cũng phải dành lời khen ngợi cho các bạn. À, những người tuổi mão là những người mà dám nghĩ, dám làm, tự do quyết định và không để các yếu tố bên ngoài nó tác động lên chính bản thân mình. Nếu mà các bạn có thể áp dụng cái điều đó vào cái sự nghiệp, nếu mà dám nghĩ khác, làm khác, thì sắp tới các bạn sẽ có những cái cơ hội để mà tỏa sáng trở nên khác biệt trước đám đông và tiến một bước xa thật xa hơn nữa trong vận trình của mình. À, tuy nhiên, những người tuổi mão lại vẫn còn cái mối bận tâm trong lòng vì những cái chuyện tình cảm. À, trong ngày hôm nay thì gặp cục diện ngũ hành xung khắc, mão mộc nó khắc tốt thổ. Vậy nên ấy, nó khiến cho các mối quan hệ anh em, bạn bè hoặc là các mối quan hệ giữa người thân ấy nó không được thuận lợi, không được đồng thuận. Thậm chí có chiều hướng còn căng thẳng gia tăng. Tình cảm cá nhân thì cũng đứng trên cái bờ vực dạn nứt không ai chịu nhường ai nên là quý vị cần phải hết sức lưu ý trong thời gian này. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi mão cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày hôm nay không ai khác thì đó chính là những người tuổi dần. À, thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì những người tuổi dần được cục diện là dần ngọ tuất là tam hợp. Cục diện tam hợp nó nhắc nhở những người tuổi dần nên tập trung để mạnh cái dự án công việc của mình trong ngày hôm nay, bởi các bạn đang có một cái nguồn cắt khí nước cực vượng, cần phải tranh thủ để giành lấy cái lợi thế về phía mình. Bên cạnh đó trong ngày hôm nay thì cơ hội cũng không nhiều nên là các bạn cần phải nhanh chóng mà nắm bắt nếu mà trần trừ thì e, e, rằng ấy, cái cơ hội nó sẽ rơi vào tay người khác mất và mình sẽ không có được những thành tựu nào à, không những vậy trong thời gian này những người tuổi dần còn có một cái trực giác khá là nhạy bén đó à, các bạn gì tin tưởng vào cái phán đoán của mình và dũng cảm đầu tư thành quả bước đầu đã chứng minh những suy luận của các bạn là hoàn toàn đúng đắn nhờ vậy mà những người tuổi dần sẽ nhận được một cái nguồn lợi nhuận khá lớn trong ngày hôm nay bên cạnh đó lại được cục diện tam hợp nó tương trợ nó giúp đỡ nên cái vận trình tình cảm cũng khá là êm đẹp nhân duyên thì hài hòa người độc thân không những có thể gặp được cái đối tượng ưng ý mà còn có cơ hội tìm hiểu nhau để tiến hành đến cái mối quan hệ xa hơn nghiêm túc hơn trong thời gian tới à, các cặp đôi cũng nên gì hẹn hò lãng mạn với nửa kia của mình để hâm nóng cái tình cảm của mình đó vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn và cái hạnh phúc cho mình thì những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần đó là con giáp may mắn thứ hai tiếp theo con giáp may mắn thứ ba thì không ai khác đó chính là những người tuổi ngọ những người tuổi ngọ được cục diện dần ngọ tuất là tam hợp nói chung ở trong ngày hôm nay cái cục diện tam hợp nó cũng sẽ giúp thúc đẩy à, cái sự nghiệp của những người tuổi ngọ phát triển nhanh hơn nữa làm gì cũng được xuân sẻ hanh thông và thuận lợi à, không có cái sự cố nào đáng kể à, cũng nhờ vậy mà cái vận trình tài lộc nó được khởi sắc thấy rõ chủ yếu đến từ các công việc chính khi mà các bạn có tinh thần trách nhiệm đạt được cái thành tích cao à, các mối quan hệ trong thời gian này cũng khá là tốt đẹp hanh thông con giáp này sẽ được đồng nghiệp để nể trọng cấp trên đánh giá cao nên có thể tranh thủ cái cơ hội để đề xuất cái phương án, những ý kiến của mình. À, những cách suy nghĩ mới mẻ, mới lạ của các bạn sẽ được mọi người đón nhận và không gặp phải cái trở ngại nào. Khả năng được cấp trên cất nhắc cũng là rất rất cao. Bên cạnh đó trong ngày hôm nay thì những người tuổi ngọ còn đón nhiều niềm vui ở cái phương diện tình cảm nhờ được cục diện là hỏa thổ tương sinh. Vậy nên à, trong thời gian này, những người có đôi có cặp thì sẽ có một cái vận trình tình yêu được khởi sắc tình cảm đôi lứa thì gắn kết bạn đồng Đấy. Vậy nên là gì? Sẽ giúp cho tinh thần của những người tuổi ngọ vui vẻ, thoải mái, sảng khoái Và hết tâm, hết sức, cống hiến cho công việc Vậy nên để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, Thì những người tuổi ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú Và xem ngày sử dụng theo tuổi và gia chủ Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tăng học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trận đời cho những người tuổi ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi xíu. À, thưa quý vị, nói chung trong ngày hôm nay những người tuổi xíu được chính ấn nó che chở nó giúp đỡ công danh sự nghiệp của những người tuổi xíu trong ngày hôm nay sẽ vô cùng là được mở rộng. À, làm gì cũng sẽ được thuận lợi và hanh thông các kế hoạch thì diễn ra dễ dàng và đạt được những cái thành công bước đầu tín hiệu tích cực liên tiếp nó báo về à, khẳng định các bạn đang đi đúng đường đúng hướng à, trong ngày hôm nay không chỉ công việc mà tiền bạc cũng sẽ rất là dùng dính điều các bạn cần quan tâm bây giờ là tiếp tục nỗ lực để cho công việc nó đạt hiệu suất cao hơn à, thu nhập nhờ vậy mà cũng sẽ luôn được đảm bảo à những người làm ăn kinh doanh buôn bán thì có thêm các mối hợp tác mới hàng hóa tiêu thụ thì cũng ổn định hơn à, tuy nhiên ảnh hưởng cục diện ngũ hành thổ nó vượng quá đâm ra là cái sức khỏe của những người tuổi sửu trong thời gian này cũng không được tốt cho lắm để tăng cường sức khỏe cho mình ấy, thì những người tuổi sửu nên bổ sung thêm các chất dinh dưỡng và vận động đều đặn hơn tránh những cái nơi đông đúc có nguồn không khí ô nhiễm kẻo lại bị bệnh tật đó và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi sửu cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xíu để được trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu, đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong ngày hôm nay không ai khác thì đó chính là những người tuổi Thân. À, thưa quý vị, những người tuổi Thân được cục diện tam hội là thân dậu tuất là tam hội. Ngày hôm nay là một ngày mà cũng khá là may mắn những người tuổi thân có thể hoàn thành xuất sắc cái công việc của mình mọi việc vẫn tiến triển theo cái chiều hướng tích cực đúng theo những cái kế hoạch những người tuổi thân đã đề ra những người tuổi thân cũng sẽ là những người mà chăm chỉ biết nắm lấy cái thời cơ nên nhanh chóng học hỏi thêm được những kiến thức bổ ích và khẳng định được bản thân ở nơi làm việc cũng trong ngày hôm nay thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi thân cũng sẽ được vô cùng là khởi sắc tiền bạc thì dư giả giúp cho những người tuổi thân có thể chi tiêu thoải mái mà không phải suy nghĩ quá nhiều các bạn cũng nên nhân cái cơ hội này để mở rộng cái quy mô kinh doanh, tìm kiếm thêm những cái đối tác, những khách hàng tiềm năng. Bên cạnh đó, phương diện tình cảm của những người đối thân trong ngày hôm nay cũng chỉ có những cát tinh nó trợ lực, nên là cái vận trình nó cũng được khởi sắc hơn hẳn so với thời gian trước đó. Nhân duyên thì phơi phới, những người độc thân có thể làm quen được với nhiều người bạn mới, mở rộng cái mối quan hệ và nâng cao cái cơ hội gặp gỡ ý chung nhân của mình. À, các cặp đôi thì cũng gắn bó hơn vì biết quan tâm đến nhau và biết chia sẻ cùng nhau. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân, tí, thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân, đó là con giáp may mắn thứ năm tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu không ai khác thì đó chính là những người tuổi tuất quý vị thân mến may mắn sẽ đến với những người tuổi tuất trong ngày hôm nay nhờ có thiên ấn nó chiếu mệnh à, vận khí thì hanh thông mưu sự thì dễ thành những người tuổi tuất sẽ gặt hái được không ít cái thành công và không ít cái tiền bạc trong ngày hôm nay dù là những người làm công ăn lương hay là những người làm kinh doanh buôn bán thì đều có cơ hội phát triển cái sự nghiệp nếu mà luôn chăm chỉ nỗ lực hơn nữa à, công việc thuận lợi nó cũng kéo theo cái tài vận của những người tuổi tuất cũng vì có những điểm sáng bất ngờ, tiền bạc đổ về túi theo nhiều cách khác nhau, kinh doanh buôn bán thì đắt hàng, ngay cả khi tham gia vào những trò chơi bốc thăm trúng thưởng hay là quay số ấy, thì tỷ lệ trúng lỗ khá là cao. Dù vậy thì các bạn vẫn nên chi tiêu duy trì ở cái mức độ là cân đối, à, tiết kiệm ham muốn cái mua sắm quá độ. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay thì đào hoa nở rộ, nó có mang đến cái vận trình nhân duyên tốt lành cho những người tuổi tuất. Những người độc thân thì có cơ hội tìm được cái tình yêu của mình hứa hẹn nhiều có nhiều cái trải nghiệm thú vị trong giai đoạn này à, với các cặp đôi mà đã đã có quá trình tìm hiểu ấy thì tình cảm ngày càng phát triển tốt đẹp tới mức là có thể tính đến cái chuyện hôn nhân đại sự ngay trong thời gian này à, vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuất, đó là con giáp may mắn thứ 6. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Ngày 8 tháng 3 âm lịch năm 2024, năm giáp thìn. À, và trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh thần may mắn gọi tên đó là những con giáp sau một là tuổi mão hai tuổi dần ba tuổi ngọ bốn tuổi sửu năm tuổi thân và sáu là những người tuổi tuất đó là sáu con giáp được thần tài chiếu mệnh trong ngày hôm nay à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo xin cảm ơn